mới vừa qua cái bột được 2 năm mà đã hung hết rồi. Nếu cho thấy gớm chưa? Thấy gớm chưa? Chị là còn hơn, chị bị mất chọi trễ từ lúc mà quen ông Danh đó. Là em nói vậy là còn hơn. Em nói rồi, không có bền đâu. Ê, giờ tao mới ngộ nhận ra luôn á mày. Tao đéo tin có khúc này luôn á. Sao tin được, dù sao chú mất luôn hơn đùa đời rồi. Đừng cười. Rồi, tiếp. Ba người mất luôn hơn đùa đời đó, chứ còn mình cũng còn à. Đáng lẽ hôm nay là con mới đi nhậu với chú đâu. Lỡ sau này mất luôn chứ chó luôn quá. Ăn chơi. Cứ cánh cửa là ngày của Doraemon là quen. Ồ, nữa hôn đùa đời gì quan trọng vậy con? Sao quan trọng? Sao quan trọng, kể như coi. Con chưa suy nghĩ tới. Nhưng mà con chỉ biết ba mẹ con nói là phải giữ cho chồng con thôi à. Sao con không giữ? Sao con không giữ cái giấy khác mà con phải giữ tụi hôn đâu đây? Thì giữ, giữ cái đó, giữ cái khác. Cái đó là cái đầu tiên. Mình bỏ nữ về đi ơi. Nụ hôn đầu đời là cái quan trọng, là cái đầu tiên, cho nên là mình sẽ giữ. Cho nên là tới lúc mà có chồng cũng chưa cho hôn luôn. Lỡ, giữ nha. Để em nói hôn dạy hết coi, đang nít không mà không ai hiểu gì hết. Em giữ, nói mà cười không giữ, à. Giữ nụ hôn đầu đời nha, giữ, ờ ok giữ. Lỡ mà quen, giữ. Quen có 2-3 tháng thì xong rồi ly vậy thì sao? Bây giờ quyết tâm giữ. Giữ nha. Chú mất rồi còn gì mà giữ nữa. Giờ có nước kêu con khác á, không có nụ hôn đầu đời trả đi với chú á. Chả là chú bị hung, làm hại hung lên lần 2 luôn. Rồi xong luôn. Đồ mấy bảy tao nói miếng đĩ nha, phải con an toàn chết mẹ với em mà hương thúi. Mới 13-14 tuổi hôn rồi. Nghĩ sao vậy? Ghê. Vậy bây giờ có cách nào mà lấy lại được không? Nè ví dụ á, giờ một con tôm không? Con liếm nó dám ăn không mà đi hung môi người ta. Là gì dám ăn, con liếm thì dám cầm lên bóc ăn không? Bình thường uống chung cái ống hút không dám hổ uống rồi bày đặt đi hung người này hung người kia thấy ghê, môi chạm môi đánh lưỡi góp nhìn vô thấy ghê, mất chị sinh tới thì họ có tính tiền vậy. Tiếp đi thôi, nói cho bồi mà không có nghe rồi.